Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi Chào Washington. Kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Chào Washington DC cùng với Thanh Trúc. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn, tức là một cái lễ truyền thống có những cái tập tục rất là đáng yêu và rất là cao quý của đất nước Mỹ mà chúng ta đã hội nhập. Nói đến tạ ơn thì có lẽ mình cũng phải biết tạ ơn những cái nền văn hóa đã cho chúng ta có một cái cuộc sống rất là nhân bản, mà đặc biệt là văn hóa của Việt Nam chúng ta. Vị khách mời đến với chương trình hôm nay là chị Kim Bằng. Thanh Trúc xin kính mến chào chị Kim Bằng. Chào chị. Dạ. Kính thưa quý vị, chị Kim Bằng là một nhân viên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, và tuy là một công chức rất là bận rộn, đi nhiều, nhưng mà bên cạnh đó chị Kim Bằng có một cái đam mê đó mà chị thường bày tỏ với chúng tôi là cái văn hóa Việt Nam nó được thể hiện qua thí dụ như thực phẩm, thí dụ như qua sự giao tiếp và qua cái nếp sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà đặc biệt nó rõ nét nhất là ở trong đám cưới, thưa quý vị. Và đó là cái đam mê của chị Kim Bằng, vì chị muốn đám cưới phải thể hiện được cái nét văn hóa của người Việt Nam, dầu là chúng ta đang ở trên đất Mỹ này và dầu có thể là chúng ta lập gia đình với người bản xứ chẳng hạn, nhưng mà vẫn phải đề cao cái văn hóa Việt Nam. Thưa chị Kim Bằng, Thanh Trúc vừa mới giới thiệu như vậy, nhưng mà Thanh Trúc muốn hỏi là từ lúc nào thì cái đam mê mà về giữ gìn bảo tồn cái văn hóa qua đám cưới nó đã đến với cái suy nghĩ của chị và cái việc làm của chị, thưa chị? Dạ vâng, cảm ơn chị. Chỉ có là 2-3 năm nay thôi. Tại là lúc trước thì bằng lúc nào cũng quý mến văn hóa Việt Nam. Nhưng mà 2-3 năm nay bằng Kim Bằng lập một cái công ty nhỏ để làm bông. Và trong khi mình làm bông thì mình nói chuyện nhiều với mấy cô dâu. Và bằng nó có được nói chuyện và với vài cô dâu. Thì bằng hỏi mấy cô đó thì em cứ sẽ incorporate cái phong tục Việt Nam cưới hỏi trong đám cưới của em không? Thì mấy cô lại trả lời không chị, em không muốn. Vậy thì bằng thấy là nó hơi sad, hơi buồn một chút, mà cứ tiếp tục nói chuyện thêm vài cô nữa thì bằng mới thấy là chết cha rồi, nếu mà mình không có làm cái gì để mà preserve cái văn hóa Việt Nam của mình, đặc biệt là cái lễ cưới hỏi, thì không biết là trong 10 năm, 20 năm nữa mình có giữ được cái phong tục của mình không. Thì đâm ra bằng nói thôi, bây giờ bằng phải làm cái gì để mà giúp cộng đồng, giúp những mấy người trẻ để có thể giữ được cái phong tục này. Mà bằng cũng biết là nhiều khi ở đây mình không có phương tiện để mà làm theo phong tục. Vì vậy bằng mới nói thôi, bây giờ trong cái công ty của bằng sẽ specialize là làm đám cưới Việt Nam để giúp mấy người trẻ để giữ được cái phong tục đó. Thì bằng muốn dùng bông, hoa để khuyến khích những người trẻ để âu yếm cái phong tục của mình. Thương yêu. Và dùng bông, tại bông nó rất đẹp. Và hai nữa, bằng dùng bông để làm modernize cái phong tục của mình. Tại nhiều cô có nói, ô nó hơi old fashion, em không muốn làm. Đâm ra là bằng thấy thôi, thì có gì bằng thử something different, dùng bông để modernize và để làm nó fresh, để cái new generation nó nhìn cái phong tục của mình trong một cái con mắt khác và mới hơn nữa. Thì bằng mong là cái project này của bằng có thể giúp được những em để giữ gìn được cái phong tục lễ cưới của Việt Nam. Chị Kim Bằng vừa mới nói tới new generation, tức là cái thế hệ có thể nói là trẻ. Đúng và rồi. Cũng có thể là cái thế hệ kế thừa nữa. Thưa chị, vì sao mà một cái đám cưới mà mình cố giữ cái bản sắc của văn hóa Việt Nam ở trong cái đám cưới đó nó lại quan trọng đến như thế, thưa chị? Để nó quan trọng không thế là một cái gesture để tỏ ra là mình kính nể ông bà của mình, bố mẹ của mình. Và hai nữa, cái tấm hình mà nó chụp trong một cái đám cưới, người ta sẽ giữ generation đến generation. Để con cái, con cháu mình về sau này, dù là nó không được học, nếu nó không biết tiếng, nó nhìn cái tấm hình nó cũng có thể hỏi, ô, ba mẹ
cái này là cái gì, tại sao, thì đâm ra là mình có thể có một cái cơ hội để giữ cái preservation để lâu năm và lâu dài. Tức là để cho thế hệ sau con cháu nhìn đến cái tấm hình đó và biết là ô, đám cưới của ba mẹ mình hay là ông bà mình nó đẹp vì nó mặc áo đúng dài rồi. Truyền thống Việt Nam. Đúng dạ, rồi, mà. Đúng rồi chị. Thưa chị, có một điều mà Thanh Trúc muốn hỏi chị Kim Bằng là như thế này. Ở bên Việt Nam mình mỗi lần mà đám cưới thì cực lắm. Đúng rồi. Là dạm ngõ nè, rồi dạm ngõ xong rồi là đám hỏi rồi đám cưới, cưới. Và rồi ô nhiều chuyện lắm. Đúng và rồi. Đám cưới thì cô dâu và chú rể rất là mệt, mà cả hai gia đình hai bên đều mệt luôn. Cho nên khi mà qua tới bên Hoa Kỳ này thì đã đơn giản bớt, nhưng mà Thanh Trúc đã đi những cái đám cưới mà cố gắng theo cái phong tục Việt Nam thì Thanh Trúc thấy cũng không đến nỗi rườm rà lắm. Nhưng mà chị Kim Bằng có khi nào mà cố gắng để giải thích cho giới trẻ hiểu là mình trong khi mà mình tìm cách mình modernize nhưng mà mình cũng không có làm cho nó quá phức tạp, quá rườm rà hay đúng không rồi, thưa chị? Đúng rồi, đúng bằng rồi. Bằng cách nào ạ? Đúng rồi. Tại là mình không có cần phải làm phức tạp. Dạ. Chỉ có mình chỉ cần mặc một cái áo dài của mình, cái đó cũng đủ rồi. Bằng thấy là mình không có phải làm, nhiều khi nhiều người làm lễ trà, xong là nhiều lễ, thứ lễ khác trong một ngày đám cưới. Nhưng mà nếu mà không có phương tiện thì mình không cần làm cũng được. Nhưng mà miễn là mình mặc một cái áo dài, cái đó cũng là một cái honor cho gia đình của mình. Bằng thấy bằng đó cũng đủ, mình không cần phải làm phức tạp lắm. Và hai nữa, mình cũng có thể dùng mấy cái khay, khay quà, chỉ cần vài khay. Cái đó cũng là một cái tradition, một cái phong tục của mình. Mà chị rất chú trọng về hoa nữa phải không ạ? Đúng rồi. Tại là Kim Bằng thấy là mình dùng hoa để làm cho cái đám cưới nó đẹp hơn một chút nữa và nó tươi. Và hai nữa, bông lúc nào ai nhìn vô bông, người ta cũng sẽ có một cái vui vẻ. Đâm ra nó làm cho cái không khí nó cũng vui vẻ. Là trong một ngày đám cưới là ai cũng sẽ trong một cái spirit vui vẻ. Cái đó vì vậy bằng với rất là chú trọng đem bông, làm bông rất nhiều và incorporate bông trong một cái khay, khay quà mà lúc mà nhà trai đem qua nhà gái. Dạ, kính thưa quý vị. Lý do đó mà vì sao chị Kim Bằng nói với những người trẻ là let the culture blossom with flowers and áo dài. Cái điều này rất là quan trọng. Thanh Trúc xin cảm ơn tờ giờ của chị Kim Bằng đã trình bày về cái văn hóa trong đám cưới theo phong tục Việt Nam. Vâng, để cho Bằng nói một lời cuối cùng là let's wear our heritage proudly. Dạ. Mặc một cái gì nó truyền thống, một cách mình hãnh diện về cái điều đó, phải không chị? Đúng rồi chị. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình Chào Washington với Thanh Trúc và vị khách mời là chị Kim Bằng đến đây xin được tạm ngưng. Thanh Trúc xin kính chào quý vị cũng như cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mình gửi một lời chào đến mọi người dạ, nhé chị Kim Bằng nhé. Dạ, vâng. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.